Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam mê Cá Vàng. Chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ đó là về vấn đề cá bị nhạt màu. Mà chủ đề ngày hôm nay thì mình không có chia sẻ riêng dành cho cá vàng, mà mình sẽ lấn một tí xíu sang các loại cá nhiệt đới và cá vàng luôn. Nội dung chính hôm nay là mình sẽ tìm hiểu các nguyên nhân vì sao khiến cho cá bị nhạt màu và cách khắc phục làm sao để đẩy được màu cá hoặc làm sao để giữ được cái màu cá. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu là các nguyên nhân khiến cho cá bị nhạt màu nha. Trên thực tế mình cần phải hiểu đó là cá không thể nào tạo ra những cái màu sắc, tạo ra màu đỏ trong cơ thể của chính chúng được, và 100% đều phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Yếu tố đầu tiên đó là thiếu sắc tố trong thức ăn. Một trong những lý do lớn nhất khiến cho màu sắc cơ thể của cá bị nhợt nhạt đó là lượng sắc tố nó hấp thụ từ thức ăn đã giảm xuống hoặc là quá ít. Các sắc tố được tạo ra bởi các chất dinh dưỡng như là carotenoid là có thể được hấp thụ từ thực phẩm, và với một cái số lượng nhỏ các sắc tố đó thôi thì màu sắc của cá sẽ trở nên nhạt hơn và nó không có được đậm đẹp. Yếu tố thứ hai đó là do cá bị thiếu ánh sáng, hoặc là do cái màu sắc layout, màu sắc bắt rau của cá là màu trắng. Màu sắc của cơ thể cá có thể biến thành màu trắng, trở thành màu trắng do bị giảm ánh sáng tiếp cận với lại cái bể cá. Và sắc tố của cá giống như là cái việc mà cháy nắng ở người, và nếu mà bạn không có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, với ánh nắng mặt trời, thì cái làn da của bạn sẽ trở nên nhợt nhạt hơn, nhìn bạn giống như là không có sức sống vậy á. Và ngay cả những loài cá được chọn lọc nhân tạo giống như cá vàng thì nó cũng phát triển màu sắc như là một cái màu sắc tự vệ, có nghĩa là màu sắc mà nó có thể thay đổi được hoặc thay đổi thường xuyên, vậy thì mình sẽ gọi tạm là màu sắc tự vệ nha. Màu sắc tự vệ sẽ thay đổi tùy thuộc vào môi trường. Nếu mà môi trường của chúng sống có màu trắng thì màu sắc cơ thể của nó sẽ trở nên nhạt hơn để phù hợp với cái môi trường đó. Yếu tố thứ ba đó là do cá bị căng thẳng hoặc là do suy giảm chất lượng nước. Nếu màu sắc của cá trở nên nhạt hơn vì một lý do nào đó, mặc dù là bạn nhận thấy rằng cái điều kiện như là thức ăn hoặc là ánh sáng nó rất là phù hợp, nhưng mà cái màu sắc của cá vẫn bị nhạt đi, thì thường là căng thẳng hoặc là gọi là stress là cái nguyên nhân khiến cho cá bị như vậy. Ví dụ như là nếu mà cái chỗ đặt hồ cá nó thường xuyên bị rung động hoặc là có tiếng ồn lớn xung quanh bể, hoặc là cá đang ở trong một cái tình trạng gọi là thể chất kém, cái môi trường nước của cá bị kém, chất lượng nước xấu đi, thì màu sắc của cơ thể cá sẽ nhạt đi. Quá nhiều ánh sáng chẳng hạn như là đèn led hoặc là cái thời gian chiếu sáng quá dài cũng có thể làm cho cá sợ hãi và cảm thấy căng thẳng. Và bạn nên chú ý rằng bạn nên tránh thay đổi ánh sáng đột ngột, có nghĩa là đừng có mà trời đang tối bạn bật đèn lên, hoặc là bật một cách đột ngột, hoặc là đang sáng như vậy xong bạn tắt một cách đột ngột, khiến cho cái gọi là nó thay đổi một cách đột ngột á, thì cá nó cũng sẽ dễ bị stress. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ các cách để mà giữ được cái màu sắc cho cá hoặc là làm đậm cái màu sắc của cá. Cách đầu tiên, cách 1 đó là mình sẽ cho cá ăn những thức ăn có tác dụng tăng màu. Các sắc tố tạo nên màu sắc cơ thể của cá được hấp thụ từ các yếu tố bên ngoài, có nghĩa là thức ăn á. Vì vậy nên là hiện tại trên thị trường cũng có rất là nhiều loại thức ăn tăng màu được bán ở ngoài. Tuy nhiên các dưỡng chất cần thiết nó sẽ thay đổi tùy theo cái loại sắc tố mà bạn muốn tăng. Thì để rõ hơn cái ý này thì mình sẽ giải thích với các bạn tiếp theo nha. Ví dụ như là bạn muốn tăng cái sắc tố đỏ, ví dụ như là cái màu cho con cá của bạn là bạn muốn tăng đỏ đi chẳng hạn, thì trong cái loại thức ăn mà bạn cho cá ăn nó sẽ chứa những cái dưỡng chất chứa sắc tố đỏ như là carotenoid nè, hoặc là astaxanthin. Cái tên này hình như có lẽ là mình sẽ đọc sang một tí xíu, nhưng mà mình sẽ để ở đây thì các bạn nhìn rõ ha. Và những cái loại thức ăn mà có chứa những cái sắc tố đỏ đó, ví dụ như là artemia nè, hoặc là trùng, hoặc là thức ăn tăng màu, về cơ bản cho hầu hết
tất cả những cái thực phẩm có tác dụng tăng màu đều có chứa nhiều cái sắc tố đỏ như là caroten. Như đã đề cập ở trên thì cá không thể nào tự sản xuất ra cho mình cái sắc tố đỏ đó được. Do đó thì những cái loại cá như là cá vàng thì rất là dễ gọi là bị nhạt màu hoặc là bị trắng. Thì cái carotenon này nó cũng có thể chứa cho một số những cái loại thức ăn thông thường, ngay cả khi chúng không phải là những loại thức ăn chuyên để mà tăng cường màu sắc. Và trong những cái loại động vật giáp xác chứa một cái lượng lớn chất tạo màu đỏ có tên là astaxanthin. Vì vậy trong cái động vật giám sát như là Artemia thì được thêm vào những loại thức một trong những loại thức ăn dùng để tăng màu cá rất là hiệu quả. Tới đây thì mình xin được lưu ý một tí xíu, đó là như các bạn đã biết rồi đó, là cá vàng là một loại nó có một cái hệ tiêu hóa rất là yếu nên là rất là dễ bị khó tiêu. Nếu mà chúng ta cho chúng ăn những cái loại thức ăn nhiều sắc tố đỏ như là Artemia hoặc là trùng tươi chẳng hạn, thì cho ăn vào những lúc mà cái nhiệt độ của nó không có cao, nhiệt độ thấp, hoặc là lúc mà cái gọi là cái chức năng tiêu hóa của nó chưa có được cải thiện á, thì nó sẽ ngay lập tức bị chướng bụng, bị khó tiêu liền và có thể dẫn tới bị chổng. Và bị chổng thì nó cũng rất là nguy hiểm, nên là các bạn cũng nên chú ý điều này nha. Hơn nữa, những cái loại thức ăn tăng màu đúng chất lượng thì cái giá thành của nó rất là mắc. Vậy nên mình nghĩ rằng tốt hơn hết là mình nên cho cá ăn Artemia hoặc là trùng chỉ hoặc là trùng khô ngâm ra là tốt nhất. Tất nhiên là để tránh tình trạng cá vàng bị suy hoặc là mất cân bằng dinh dưỡng, bạn nên cân bằng bằng cách là cho ăn trùng hoặc là Artemia hoặc là xen với các loại thức ăn thông thường như là cho ăn cám GFB và rau cho cá, thì như vậy sẽ tốt cho cá hơn mà có thể giữ được cái phơm màu của cá nữa. Ngoài màu đỏ ra thì màu đen cũng là một màu có xu hướng sẽ dễ bị nhạt màu dần. Và trong những cái loại thức ăn, trong những cái sắc tố mà nó có chứa màu đen, đó là tảo xoắn hoặc là chlorella. Và những cái thức ăn có chứa những cái sắc tố đen đó, những cái loại sắc tố như là tảo xoắn hoặc là chlorella đó, ví dụ như là thực vật phù du nè, hoặc là thực vật thủy sinh, hoặc là tảo, hoặc thức ăn tổng hợp. Và màu đen chủ yếu là được làm, được hình thành từ các thực phẩm rau củ. Vậy nên khi mà màu đen nhạt dần á, thì bạn nên cho cá ăn những loại thức ăn có chứa spirulina trong tảo xoắn hoặc là chlorella trong tảo lục. Và hai loại này thường dùng ở dưới dạng viên, viên nén dạng bổ sung á. Nhưng mà do cái viên nén nó chứa rất là nhiều chất protein nên là khi mà cho cá ăn quá nhiều thì nó sẽ dễ dẫn đến béo phì nha. Và những cái loại thức ăn thực vật nó cũng có thể được bổ sung bằng cách là mình sẽ cho cá ăn thực vật thủy sinh hoặc là rêu. Trong trường hợp của cá vàng, khi mà mình nuôi cá vàng thì có một cái loại kỹ thuật nuôi, đó là nuôi nước xanh, thì mình sẽ cho cá vàng sống ở trong nước xanh. Như vậy thì cá vàng có thể ăn, có thể gọi là trong cái môi trường đó nó sẽ hấp thụ cái nước xanh và thức ăn từ thực vật và sẽ có một cái tác dụng rất là hiệu quả trong cái việc mà tăng cường màu sắc cho cá. Ngoài ra mình sẽ tiết lộ cho bạn thêm một điều rất là hay nữa, đó là cá ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật đúng cách thì sẽ ít bị bệnh hơn, là sẽ tốt với sức khỏe của cá hơn. Cách thứ hai để nâng màu cho cá, đó là mình sẽ nuôi cá theo cặp. Đối với cá nhiệt đới thì cái màu cá nhiệt đới đẹp nhất đó là vào mùa nó yêu, vào mùa sinh sản á. Khi mà có con cá yêu thích ở gần thì cái màu sắc của con đực nó sẽ ở mức cao nhất. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng không hợp nhau thì con cá nó sẽ bị tấn công. Vì vậy thì bạn cần phải đánh giá và xem cái khả năng tương thích của hai cái con đó nó có hợp nhau hay không. Và nếu mà muốn để cho cá đẻ thì tất nhiên là mình cần phải chuẩn bị để mà đón cá con rồi, nên là bạn muốn nuôi cặp nào thì bạn cần phải chuẩn bị không gian để có thể nuôi nó tốt hơn. Cách thứ ba đó là mình sẽ tạo một môi trường nuôi và ánh sáng cho cá. Có một cái phương pháp để mà giữ được màu của cá và tăng màu của cá, đó là mình sẽ thay đổi cái bách rau phía sau hoặc là thay đổi cái phần cát đáy sang màu đen. Màu cơ thể của cá đó là màu tự vệ, có nghĩa là màu thay đổi được á, nó sẽ có thể thay đổi. Vì vậy nên môi trường xung quanh càng đen thì màu cơ thể của cá càng đậm. Và với lại là cát đáy á, thì mình nên chọn những cái loại mà có kích thước lớn, tốt hơn là nhỏ, nó sẽ rất cá, nó sẽ dễ bị nuốt vào, nhất là cá vàng. Và một điều nữa đó là các bạn đừng quên, đó là ánh sáng mặt trời. Bởi vì ánh sáng mặt trời nó có chứa tia cực tím.
và cá nó sẽ làm tối cái cơ thể của nó, làm gọi là cho cái màu sắc cơ thể của nó tối hơn để chúng bảo vệ chúng khỏi cái tia UV. Nó hoạt động giống như là một con người vậy đó các bạn. Và trong số những cái ánh sáng thì cái ánh sáng halogen kim loại phát ra cái tia cực tím là dạng bóng đèn như vậy nè. Vì vậy nè nên là mình có thể gọi là tin vào cái tác dụng của cái bóng đèn halogen đó tương tự như ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, với cái loại đèn halogen kim loại á, ánh sáng của nó có thể kích thích toàn bộ cái sắc tố màu của cá luôn, nên là cái màu sắc của cá nó có thể đậm hơn dự kiến. Và ngoài ra, với những cá thể hoặc là chú cá nào mà bị bạch tạng, nghĩa là trắng người hết á, thì nó sẽ có tác dụng ngược lại, có nghĩa là bị phản tác dụng. Nên nếu mà bạn trong hồ của bạn nuôi những chú cá bạch tạng như là người trắng hết á, thì tốt hơn hết là bạn không có nên chiếu cái tia UV bằng cách đó. Ngoài ra, khi mà nói tới ánh sáng mặt trời thì mình sẽ nhớ ra là nó là một trong những cái yếu tố rất là mạnh mẽ để khiến cho rêu mọc ở trong hồ cá, trong cái bể thủy sinh của mình. Mình rất là khó để vừa giữ cho vừa triệt tiêu rêu, có nghĩa là vừa giữ cho rêu không có mọc mà vừa lấy được ánh sáng mặt trời. Hai cái yếu tố đó song song với nhau thì rất là khó. Với lại ngoài ra thì cái bể cá thủy tinh á, nó rất là nhạy cảm với ánh sáng mặt trời bởi vì nó rất là dễ thay đổi nhiệt độ. Nên là mình khuyên bạn nên sử dụng đèn LED để mà thay thế cái loại đèn halogen hoặc là mặt trời, với cái mục đích là tăng màu sắc cho cá. Tốt nhất là mình nên sử dụng cái loại đèn LED để phát ra cái ánh sáng trắng hơi xanh, vai trò của nó giống như là một cái tia UV vậy á, dành trong cái hồ cá của bạn. Ok la, vậy là mình đã chia sẻ với các bạn tất tần tật những cái vấn đề mà cá bị nhạt màu và những cái nguyên nhân cũng như là cách giải quyết khi mà cá bị nhạt màu. Hy vọng rằng những cái tip mình chỉ các bạn có thể hữu ích với các bạn nha. Và các bạn đừng quên là đăng ký kênh của Đam Mê Cá Vàng, và đặc biệt là đối với các bạn nào mà nuôi cá cảnh là cá vàng, đặc biệt là cá vàng, các bạn có thể ủng hộ Đam Mê Cá Vàng bằng cách là sử dụng sản phẩm của Đam Mê Cá Vàng, đó là cám GFB nha. Đó là một loại cám chìm dành cho cá vàng. Và những cái đánh giá và review của khách hàng về loại cám này cũng rất là lạc quan luôn. Các bạn có thể xem review ở trên kênh Shopee của Đam Mê Cá Vàng. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!